Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin tiếp tục giới thiệu lesson 8 trong chuỗi bài nghiên cứu về PDMS. Thì trong cái lesson này mình nghĩ là đây một cái lesson rất là quan trọng. Trong các 7 lesson trước á, thì mình giới thiệu sơ lược về phần basic, có nghĩa là các bạn chỉ sử dụng những cái spec catalog mà PDMS Aviva họ tạo sẵn để mình thiết kế. Thì từ cái lesson này trở đi thì chúng ta bắt đầu đi sâu vào cái phần admin, thì mình sẽ giới thiệu một cách gọi là cơ bản nhất để các bạn có thể theo dõi. Mình cũng nói trước là cái phần admin này mình cũng tự tìm hiểu nên sẽ có những cái sai sót. Nếu các bạn thấy mình có lỗi gì thì các bạn cứ comment, chúng ta sẽ trao đổi và cùng nhau học tập. Thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu các bạn, chia sẻ các bạn hai cái vấn đề chính. Đầu tiên là mình giới thiệu về cái module Paragon. Cái module này thì nó sẽ dùng để tạo chỉnh sửa modify cái spec để mình vẽ trong PDMS. Cái nhiệm vụ thứ hai thì mình cố gắng chúng ta lấy một cái spec trong sample của Aviva họ tạo ra, mình thử modify một vài cái thông tin ở trong đó và mình thử add một cái new item vào cái existing spec của Aviva họ tạo ra xem như thế nào. Ok, chúng ta bắt đầu tìm hiểu. Chúng ta truy cập vào PDMS. Project mình nghiên cứu cũng là sample username. Từ khi mà các bạn bắt đầu tìm hiểu về admin thì các bạn nên sử dụng cái username system, vì cái username này nó có cái quyền cao nhất ở trong PDMS. Password là 6 chữ X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì cái MDB mình sử dụng ở đây là mình nên sử dụng cái MDB cache, có nghĩa là catalog. Cái module mình bắt buộc mình phải xài là cái module Paragon. Ok, okay, mình sẽ giới thiệu sơ về cái giao diện của Paragon. Thì đầu tiên ở bên cái Catalog Explorer này nó sẽ trình bày những cái database chính. Các bạn thấy những cái master kata này là những cái database rất là cơ bản mà Aviva họ đã tạo ra. Đây là những cái database mà họ xây dựng sẵn theo mình nghĩ á, là theo tiêu chuẩn ASME là nhiều. Thì Aviva họ xây dựng rất là bài bản. Thì ở trên đây cái module Paragon chúng ta có vài cái lưu ý. Thì mình muốn chỉnh sửa những cái bài, những cái spec của bài binh, hoặc là tạo hoặc là leak xóa như thế nào, modify, thì chúng ta phải vào Paragon Firework. Ok, ở đây nó có những cái thẻ thì cũng tương tự như những cái module khác của cái PDMS. Thì cái spec nó nằm ở đâu, thì nếu mà các bạn biết á, thì các bạn vào cái by kata, chúng ta vào cái spec world PDMS by, thì cái spec nó sẽ nằm ở trong cái hierarchy này. Mình ví dụ những cái spec A1A, F1C, A3B này nọ, là đây là những cái spec mà sample Aviva họ đã tạo ra.
Còn giả sử các bạn không biết cái spec nó nằm ở đâu thì chúng ta có thể sử dụng cái command window này, chúng ta chi xuất tới từng cái spec. Mình thí dụ các bạn muốn tìm cái spec A1A, chúng ta gạch xoẹt A1A thì tự động nó sẽ locate tới cái spec này. Thì tại sao nó có cái tên spec A1A? Thì cái này nó, nếu mà các bạn nào mà làm về piping engineering, chúng ta đọc cái tài liệu piping specification thì nó sẽ định nghĩa cái spec A1A này là như thế nào. Ký tự A này ý nghĩa là cái gì, số 1 là cái gì, chữ A sau là cái gì. Thường một cái tên spec nó sẽ gồm ba cái ký tự chủ yếu. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta sau này tạo một cái spec mới, mình thí dụ CP1 của một cái dự án ABC nào đó, thì chúng ta nên đọc cái piping specification của cái dự án đó để biết được cái spec đó nó quy định những cái item nào, những cái vật liệu nào, cấp áp suất bao nhiêu để chúng ta tạo cái spec cho nó đúng. Thì đây mình sẽ, cái mục tiêu đầu tiên của mình thì mình muốn giới thiệu các bạn sơ về cái cấu trúc mà Paragon nó xây dựng cái spec như thế nào. Thì chúng ta vào cái hierarchy, nó rất là nhiều cái hierarchy. Mình giả sử ở đây, nếu mà mình không biết các bạn có thể QATT. Thì đây là cái phần tử cuối cùng của một cái item, nó gọi là SBCO, có nghĩa là Spec Component, nó viết tắt. Thì chúng ta xem cái attribute của nó, thì các bạn lưu ý cho mình mấy cái dòng như thế này. Thì những cái này các bạn phải hiểu được chúng ta mới có thể chỉnh sửa và xây dựng cái spec. Đầu tiên là cái thông số catalog refer. Cái thứ hai là detail refer. Cái thứ ba là mask. Cái thứ ba là component refer. Đây nó có ý nghĩa là catalog refer, có nghĩa là cái mã, cái thằng spec component này nè, nó refer tới catalog có cái mã như thế này. Detail refer có nghĩa là cái phần tử này nó là cái gì, description nó ra sao, nó sẽ quy định ở trong cái phần này. Kế tiếp là material. Thì giả sử cái này là cái ống có size 15, thì cái ống này giả sử nó là 106 A53 chẳng hạn, thì ở đây nó có một cái mã nó quy định là chúng ta phải hiểu được. Ở đây component refer có nghĩa là mình thí dụ cái này là cái ống schedule standard, thì cái này nó sẽ refer, nó sẽ thông tin là cái ống nó thickness nó bao nhiêu, cái weight nó bao nhiêu, để lúc mà nó interface đối với stress chẳng hạn thì nó sẽ có thể load được những cái thông tin đó. Hoặc là sau này chúng ta có thể xuất những cái density hoặc là những cái CUG cho một cái dàn chẳng hạn, thì có thể nó sẽ load những cái thông tin này. Ok, ở đây là cái hierarchy của một cái spec điển hình. Thì chúng ta chọn cái spec này, chúng ta view nó như thế nào. Chúng ta vào modify spec. Ở đây là cái bảng specification mà để chúng ta review xem ở trong cái spec này nó gồm những cái gì. Thì ở trong cái đây là nó rất nhiều spec nha. Mình đang xem cái spec A1A. Thì cái heading này nó có nhiều cái loại: ATA, band, bold, cap, elbow. Mình thí dụ như cái flange. Ok.
Thì đây, cái cột đầu tiên là cái tên của một cái, thí dụ như cái flan size 15, đây là cái tên của nó, cái loại, cái đường kính, cái loại. Còn cái shop, shop này á, nếu mà nó là stu á thì có nghĩa là cái vật tư gặp flan này nè, nó ở shop. Thì các bạn chú ý những cái thông số như cái cột như catalog refer, detail refer, material refer, component refer. Đây là một hai bốn cái cột mà hồi nãy mình QATT ra mình nhắc các bạn phải lưu ý. Thì chúng ta muốn chỉnh sửa, chúng ta phải hiểu được những cái như thế này. Thí dụ mình muốn biết cái detail refer này nó nằm ở chỗ nào của cái thằng này, thì mình lít phải, mình navigate tới, mình đang muốn xem cái thông tin detail thì mình chọn detail tab. Ok, nó sẽ tự động truy xuất tới đây. Thì chúng ta thử xem xét nó như thế nào. Thì các bạn lưu ý cái thông tin R tag này nè, nó y chang như cái chỗ này. Thí dụ các bạn, giả sử các bạn muốn đổi cái này right face nó thành left face, thì các bạn có thể double click. Chúng ta sửa trực tiếp trên đây thì tự động cái chỗ này nó sẽ đổi. Thí dụ mình sửa thành last face. Ok, thì khi mà các bạn làm đối với những cái phần admin, các bạn thấy một cái lỗi nó rất là thường xảy ra, có nghĩa là read only database. Thì cái lỗi này như thế nào? Mấy cái video clip trước mình đã có lần trình bày. Thì cái lỗi này có nghĩa là cái database của mình chỉ được review, không có được chỉnh sửa. Có nghĩa là cái chỗ database đó nó có một cái dấu sao, thì mình nhiệm vụ của mình muốn chỉnh sửa được cái này phải loại cái dấu sao đó đi. Thì mấy cái clip trước mình cũng có trình bày cái cách, thì hôm nay mình xin trình bày lại. Đầu tiên là chúng ta muốn chỉnh sửa cái này thì chúng ta xem cái hierarchy cao nhất của nó là cái gì. Thì mình lướt lên mình thấy cái cao nhất của nó là master by kata. Thì mình vào admin mình xem cái master by kata này nó có phải là có cái dấu sao không. Nếu mà có nó cái dấu sao có nghĩa là nó read only. Mình bỏ cái dấu sao đi, mình load nó lại làm sao cho nó mất cái dấu sao đi thì mình sẽ chỉnh sửa được. Ok, chúng ta bắt đầu làm. Chúng ta từ cái comment là chúng ta chuyển qua cái module admin, gọi admin. Ok, chúng ta truy cập tới cái database and extract. Chúng ta tìm cái master by kata. Này. Thì như mình nói hồi nãy, những cái database mà nó có cái dấu sao này nè, có nghĩa là nó chỉ là read only thôi. Mình muốn chỉnh sửa, delete các thể loại gì mà mình can thiệp trực tiếp vào database của nó đều cấm. Thì mình sẽ loại cái dấu sao này như thế nào? Đầu tiên chúng ta chọn nó. Chúng ta loại trừ nó đi bằng cái cách exclude. Bấm nó, chúng ta bấm exclude. Ok, chọn cái mình nhớ là master by kata. Đây, chúng ta exclude nó đi. Nó sẽ hỏi
tại vì những cái database nó rất là quan trọng, nó sẽ hỏi chúng ta có chắc không làm Z. Ok, thì cái database này tạm thời nó bị loại khỏi cái module Paragon, thì mình copy nó lại. Ở đây nó có, mình đưa nó lại thì nó có hai cái con đường, một là include, thì nếu mà chúng ta include đó, thì chỗ này nó nhảy ra cái dấu sao, có nghĩa là read only. Cái phương pháp thứ hai là copy foreign, là có nghĩa là ta lấy cái data đó, chúng ta mượn một cái bản copy và chúng ta có quyền chỉnh sửa trên cái bản copy đó, thì mình sẽ sử dụng cái copy foreign này. Các bạn nhớ là master by kata thì nó phải ở project master, chọn master system. Hai ba bốn năm sáu sáu chết hoa. Thì chúng ta chọn cái module cái mà DB này. Ok. Chúng ta apply. Thì cái công tác này á, nó sẽ đẩy cái database master by kata trở lại cái module này, nhưng mà nó mất cái dấu sao. Chúng ta sẽ thử xem cho nó đúng. Đây. Đây nè, nó mất cái dấu sao. Thì lúc đó nếu mà chúng ta muốn chỉnh sửa đó, thì nó mới có khả năng nó nhận được. Ok. Sau khi chúng ta đẩy cái này về cái master by kata này, thì chúng ta phải add nó lại trong cái MDP catalog mà chúng ta đang làm, bằng cái cách chúng ta chọn cái MDP, nó chọn cái catalog modify, chúng ta đẩy đẩy cái DB mới này, xuống dưới đây. Apply. Ok. Chúng ta né save work. Get work. Và chúng ta trở về lại cái môi trường Paragon. Ok, thì lúc này chúng ta mới có thể chỉnh sửa được cái spec này, do mình đã làm mất được cái dấu sao của cái database master by kata. Ok, chúng ta chọn cái này modify spec, chọn lại cái flag, chúng ta để đây cho nó dễ nhìn. Tôi thí dụ cái chỗ này chẳng hạn, hồi nãy mình muốn chỉnh sửa cái detail refer này, thí dụ như right face, chúng ta chỉnh sửa nó thành left face, navigate tới detail text. Ok, chúng ta quy att, thì cái r text này chúng ta double click, chúng ta để đây một cái dấu nháy, mình chỉnh sửa lại left face một cái dấu nháy. Thì khi mà chúng ta enter đó, thì cái này nó sẽ nhận, nó không báo lỗi, có nghĩa là mình chỉnh sửa được. Mình lưu lại, mình xem cái này nó chưa có đổi, thì nhiều khi chúng ta phải chuyển qua cái khác rồi chúng ta bật lại. Nó mình thử đây, nó chuyển thành flat face. Một thí dụ tiếp, thí dụ cái vật liệu của cái flan này nó là ASTM A105, thì chúng ta chuyển thành cái vật liệu ASTM A105N. Thì cái vật liệu 105 này á, đối với cái flan á, thì nó là vật liệu Ford, nó bình thường. Nó gia công áp lực, nếu mà có chữ N này á, có nghĩa là sau khi cái flan này á, nó gia công xong thì nó sẽ thường hóa, nó để ở nhiệt độ nào đó ở ngoài môi trường bao
nhiêu lâu đó để cho cái cơ tính của vật liệu này nó ổn định lại, thì lúc đó cái mã vật liệu này nè nó sẽ chuyển thành A105N. Ok, chúng ta sẽ thay đổi cái này như thế nào. Chúng ta click phải navigate tới cái chỗ material test, thì chúng ta cũng QATT đây, cái is test này là nó đang 105, chúng ta thêm chữ n thôi, double click ở đây các bạn nhớ chữ giống nháy nha, ta thêm chữ n enter, thì cái này nó chưa đổi đâu, mình click vào cái khác, mình click lại nó đổi đây, toàn bộ cái vật tư này nó refer tới cái mã A40 này nên nó sẽ thay đổi hàng loạt A105N. Mình vừa trình bày với các bạn làm sao để mình modify một cái existing spec. Ok, thì ở đây có một cái lưu ý á, là mình muốn nói các bạn là cái catalog refer này, cái này rất là quan trọng. Tại sao nó lại một chuỗi cái ký tự rất là khó hiểu này, nó đều có tiêu chuẩn. Ví dụ như tất cả cái này á, các bạn chỉ lưu ý 6 cái ký tự đầu tiên, mình ví dụ A A F H B D, ý nghĩa nó là cái gì, thì mình có một cái tài liệu, một lát nữa mình sẽ để ở dưới cái description của cái video clip này để các bạn tham chiếu, một cái nó gọi là piping catalog component naming standard, nghĩa là cái tên của những cái item trong BDMS nó có ý nghĩa gì. Thí dụ mình đang nói cái flange standard thì nó nằm ở cái trang 19, thì mình focus tới cái trang 19 đó mình xem như cái thể nào. Ok đây, thì cái flange hai cái ký tự đầu tiên á, hồi nãy á mình xem mình thấy, thí dụ cái này để mình zoom lớn lên để cho các bạn dễ nhìn. Đây, một cái tên catalog refer. Này, cái ký tự AA này mình tham chiếu lại. A là tiêu chuẩn American. Chữ A kế tiếp nó là ANSI B 16.5. Thì bây giờ cái tiêu chuẩn ANSI này nó chuyển thành ASME B16.5, thì cái tiêu chuẩn ASME B16.5 này nó nói về cái flange. Là xong, mình hiểu hai cái ký tự AA đầu tiên có nghĩa là thằng này theo tiêu chuẩn Mỹ và theo tiêu chuẩn chỉ định ra luôn ASME B16.5. Chữ F này là flange. Thì cái ký tự kế tiếp nó như thế nào? Ký tự kế tiếp cái ô này á có nghĩa cái loại, mình xem tiếp cái chữ F flange, cái chữ H này nè nó có ý nghĩa gì, chữ H này nó có nghĩa là slip on, là cái flange này nè thuộc cái thể loại, cái loại là slip on flange. Đây nè, chúng ta thấy chữ SO nó là slip on flange, không phải tự nhiên người ta đặt cái chỗ này chữ H thôi, nó có tiêu chuẩn đàng hoàng. Thì ở đây chúng ta phải refer để chúng ta hiểu. Kế tiếp, cái ô kế tiếp nó là cái gì, thì cái chữ tới kế tiếp là chữ B, chúng ta tra chỗ này coi chữ B nó có ý nghĩa gì. Chữ B nó có nghĩa là right face, chúng ta check lại cho nó phải là right face, ok, hay right face.
2 3 4 5 thì một cái ký tự kế tiếp. Mình chỉ quan tâm tới 6 cái ký tự đầu tiên. Cái ký tự kế tiếp nó là D. Thường cái này nó nói về class. Ok, 5 ký tự cũng đủ. Thì chúng ta sẽ hiểu sơ lược nó là cái gì. Thì cái D này theo mình đoán nó là class 150 hoặc là class 300 chẳng hạn, cái mã thôi. Ồ, class 300. Ok, chữ D này á, class 300, các bạn lưu ý thí dụ class 150 á, thì chỗ này là chữ B. Đấy. Tại sao thì nó phải đặt cái này thì mình đã giải thích các bạn, bạn lưu ý những cái này. Cái phần kế tiếp á, thì sau khi mà chúng ta chỉnh sửa cái spec, những cái thông tin như detail refer, material refer, component refer chẳng hạn, mình lưu ý là hai cái thông tin này hồi nãy mình nói là mình chỉnh sửa, thí dụ class face thành right face, cái này là mình chỉnh chỉnh sửa cái description thôi, chứ cái bản chất của cái flag này á, nó phải theo cái thằng catalog refer. Mà cái bản chất của thằng này á, hồi nãy mình check ở trong cái tiêu chuẩn này á, thì cái này là cái flag slip on tiêu chuẩn ANSI 16.5 và là right face. Các bạn chỉnh sửa thành last face thì ở đây nó chỉ show cho cái tên là last face đây, nhưng mà cái bản chất của nó vẫn là right face. Thì lúc đó mà chúng ta muốn chỉnh sửa đúng thành last face thì chúng ta phải chuyển hẳn tới cái chỗ catalog refer này chuyên cho cái thằng last face. Đó là cái mục tiêu mà chúng ta, thí dụ chúng ta add thêm một cái item mới vào một cái existing spec thì chúng ta làm những công tác như vậy. Mình giả sử ở đây nó có cái phần class 500, mình thí dụ như các bạn add một cái flag class 800 chẳng hạn, các bạn add cho nên cái này chỗ này mình sửa nó lại thành right face cho nó đúng cái component refer nha. Hồi nãy mình chỉ trình bày để các bạn hiểu chúng ta chỉnh sửa nó như thế nào, right face. Ok, để add một cái item mới vào á, thì chúng ta thí dụ ở size 100 thì chúng ta để ngay chọn 100 nè. Ok, chúng ta kéo xuống ở đây chúng ta thấy add new item. Ok, thì ở đây chúng ta chọn cái size 100 tới 100, cái chỗ cái style này chúng ta đang muốn add cái well neck thì chúng ta để well neck. Và chỗ này chúng ta sẽ search để mình tìm một cái catalog mà nó nói về cái flank well neck class 150 right face mà class 600 right face. Mục đích chúng ta muốn add cái item đó thì chúng ta search. Bấm file.
thì cái chỗ description này nè, chúng ta chọn chúng ta chọn cái chữ A này, sau đó chúng ta bấm cái content để chúng ta tìm theo cái cú pháp test là gõ flung. Nó hiện ra rất nhiều. Ok, chúng ta next. Đây và lăng wellness ANSI 16.5 class 600, chúng ta chọn cái dòng này, sau đó chúng ta bấm view selected apply. Thì khi đó nó sẽ áp một cái flung mới vào chỗ này, thì những cái này nó chỉ mới có refer được cái catalog refer thôi. Cái catalog refer thì những cái này chúng ta có nhiệm vụ chúng ta phải chỉ cho nó như thế nào. Thì tiên chúng ta navigate spec component VATT. Cái chỗ insert này nè, chúng ta cho nó là true. Ok. Cái flung carry chúng ta cái chỗ đi theo refer này là không biết nó refer tới đâu á, chúng ta tìm cái chỗ catalog refer, chúng ta sẽ tìm hiểu nó, truy xuất nó. Đây thì cái detail refer nó nằm ở chỗ này. Thường là nó sẽ nằm SDTE, chúng ta gõ VATT chúng ta xem. Thế đây detail refer nó flung web next, chúng ta thấy đúng cái nội dung chúng ta cần. Mình muốn refer tới cái này á thì mình chọn cái này, copy nó xong chúng ta quay lại cái chỗ spec component, chúng ta add lại spec component VATT. Cái chỗ detail refer nó vẫn chưa có set thì chúng ta set nó. Ok, cái này xong thì cái vật liệu của cái này hồi nãy á nó là A sạc A40, thì mình cái material refer thì chúng ta truy xuất nó luôn. Mate refer. Ok. Component refer. Component refer. Chúng ta xem cái component refer này. Nó nằm ở đâu? Mình xem thử. Đây, đây là component refer của cái flung. Thì chúng ta thử tìm
Common River có phần ON D O N N. Chúng ta thử tìm B O N N. Rất là khó hiểu. Chúng ta tìm cái common river nào mà nó cái đuôi là F O N N thì nó mới đúng nha các bạn. Teta, cái này rất là khó. Ok, thì các bạn có thời gian chúng ta tìm hiểu tạm thời cái chỗ này. Chỗ này mình không có gì tìm được cái refer thì mình đã trống. Thì cái chỗ bow refer này chúng ta tìm hiểu, chúng ta refer nó. Bow set. Ở đây là cái bu lông refer cho cái class 150. Chúng ta check tới class 600 xem nó có không. Class 600 đây. BNN thì cái chỗ mình là FNN, chúng ta BFN này các bạn nhớ nha, ở chỗ này nó là cái đuôi NN thì nó refer là ở đây là BNN thì nó ở đây, thì ở đây chúng ta cái catalog refer của chúng ta là FNN thì chúng ta chọn là BFN. BFN ok, refer tới cái bu lông này. VATT ok xong. Thử xem nó có thông tin chưa. Ta quay trở lại cái flank 100. Chúng ta vừa add.
muốn xem cái catalog của nó thì chúng ta chọn cái này, modify catalog. Ok, nó đã có cái flag này rồi. Này. Như vậy là mình đã trình bày xong các bạn. Chúng ta modify một cái spec hiện hữu nó như thế nào bằng cách mình chỉnh sửa những detail refer, material refer, component refer, post refer, catalog refer, thì những cái thông tin này các bạn ba mấy cái thông tin này nè, từ cái cột detail refer tới post refer này, nó đều phải dựa trên cái thông tin của cái thằng catalog refer này. Cái này nó sẽ quy định, thí dụ cái mã này nó quy định là cái flank wellness class 600 refer, nhưng các bạn sửa cái này thành cái flank slip on class 150 refer thì nó vẫn hiện là cái detail test nó như vậy, nhưng mà cái bản chất của nó không thay đổi. Các bạn muốn đổi thành đúng cái description đó, các bạn phải refer tới cái catalog mà nó quy định đúng cái loại này. Mình refer nó như thế nào thì các bạn đọc cái tài liệu này mình gửi, thì các bạn phải tìm đúng cái mã đó. Còn tìm như thế nào thì chỉ còn có một cách là chúng ta mò từng cái đây, chứ vô đây là nó muôn trùng. Thí dụ mình vô flan một đống cái flan này, mình phải tìm hiểu nó là cái mã nó là cái gì, thể loại nó là cái gì đấy. By reducer t trong đây chúng ta phải tìm hiểu tất cả, đọc cái thông tin của mình hiểu nó là cái gì thì chúng ta refer nó mới đúng. Cái bài học cái chia sẻ của mình hôm nay đến đây là tạm dừng, thì đây là một cái phần khá là quan trọng, nên các bạn mà không hiểu cái chỗ nào chúng ta có thể comment thì mình sẽ focus và mình sẽ nói lại, và ai mà không hiểu có thể comment mình sẽ reply riêng cũng được. Cái tài liệu này mình sẽ để dưới cái description của cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công. Ok.